Thưa quý vị, cùng với ban điều hành khu dân cư, trong những ngày Đà Nẵng thực hiện quy định ai ở đâu thì ở đó, đội ngũ tình nguyện viên tại các tổ dân phố là một trong những lực lượng năng nổ tham gia giúp đỡ người dân từ khâu đi chợ, hỗ trợ địa phương tập kết hàng hóa cứu trợ, rồi vận chuyển đến các hộ gia đình. Bằng tinh thần trách nhiệm, ngày qua ngày, những tình nguyện viên này đã và đang lặng lẽ hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu của bà con nhân dân. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tiếp nhận, phân loại, điều phối và vận chuyển hai chiều mọi nguồn hàng hóa nhu yếu phẩm do thành phố, quận Sơn Trà và những nguồn hỗ trợ khác gửi về phường và nhanh chóng đưa về khu vực dân cư. Đây là nhiệm vụ chính của các tình nguyện viên tham gia tổ cứu trợ trên địa bàn phường Nại Hiên Đông. Hầu hết các thành viên trong tổ này đều là các bạn thanh niên và cán bộ công nhân viên của các sở ngành thành phố và của quận Sơn Trà đang ở ngay địa bàn được tăng cường hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Tôi cảm nhận được niềm vui ở trong tôi là giúp đỡ được nhiều bà con khi mà người ta gặp khó khăn trong cái hoàn cảnh là bị phong tỏa hay là những người bị cách ly. Ngay khi tiếp nhận hàng hỗ trợ, các tình nguyện viên nhanh chóng phân bổ đến 19 khu dân cư, chung cư với 103 tổ dân phố, tương đương hơn 8.300 hộ dân trên địa bàn phường. Với khối lượng công việc nhiều, nhưng các tình nguyện viên vẫn không nề hà, họ xem đây là trách nhiệm của bản thân với cộng đồng. Được giúp đỡ người dân cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của mỗi tình nguyện viên trong thời điểm này. Đối với riêng tôi và các anh em ở đây, chủ yếu là giúp bà con làm cái tình nguyện viên để vượt qua khó khăn, cùng hỗ trợ với phường và những cái điều động của phường đưa xuống là anh em chúng tôi để giúp cho bà con được có những cái ấm no và cung ứng được cái lương thực thực phẩm thiết yếu để cho bà con từng hộ khó khăn nhất và là ưu tiên cho những người trong khu cách ly phong tỏa cứng trên địa bàn phường. Để giảm tải áp lực cho các tổ trưởng tổ dân phố trong khâu đi chợ giúp người dân, các bạn trẻ tại các khu dân cư cũng tham gia vào đội hình tình nguyện viên đi chợ giúp dân. Sức trẻ và sự năng nổ nhiệt tình đã hỗ trợ tích cực cho ban điều hành. Bản thân tôi xung phong làm tình nguyện viên thì công việc hàng ngày là thứ nhất là nhận đơn từ các hộ gia đình cứ 3 ngày một lần gửi đến các đơn vị cung cấp của phường đã đăng ký. Hiện tại thì tổ 46 đang liên kết với Bếp An và Cốt Mát. Thì bên cạnh đó thì vì siêu thị mà nhiều khi cũng có những cái mặt hàng khó hoặc không có thì cũng kết hợp với tổ phó và tổ trưởng để lên đơn những mặt hàng thiết yếu để đi chợ tạm giúp người dân. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, sự đóng góp của mỗi tình nguyện viên sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác an sinh xã hội mùa dịch, chung sức cùng thành phố chăm lo đời sống cho người dân giữa thời điểm dịch bệnh khó khăn như hiện nay.